về chiến sự chiến tranh ukraine nga thì bây giờ người ta xét lại từng cái điểm nhỏ xem cái tình tiết nó đi như, như thế nào bởi vì gần đây nó có một cái biến cố và chúng ta cũng biết đó. tức là bên ukraine đã bắn pháo pháo kích vào trong lãnh thổ nga thì đối với cái chiến tranh đây là một cái bước ngoặt đây là một cái khúc quanh có thể nguy hiểm bởi vì chúng ta nhớ là từ đầu cuộc chiến thì Hoa Kỳ nói chung thế giới đều ngã, ngán là sợ ông Putin lúc ông điên lên có thể ông dùng hạt nhân nguyên tử đó là cái lý do mà ai cũng muốn cái điều mà ai cũng muốn tránh hết thì bây giờ khi mà tấn công vào lãnh thổ nga như vậy thì ông putin ông tất nhiên ông phải trả đũa thì mấy ngày vừa rồi quý vị thấy rồi ông lại vẫn cái lỗi đường lối cũ là ông ta cũng dập nghĩa là pháo bừa bãi vào ngành lãnh thổ ukraine và cuối cùng thì cái người dân chúng tôi nói hoài vẫn là những người tội tình nhất là phải chịu đựng tất cả những cái tàn phá có những ngày họ nói là lúc nào cũng phải dưới hầm không ra được là vì nó pháo kích liên tục lúc nào cũng còi báo động lúc nào cũng những cái cảnh ồn ào và họ phải chịu đựng như vậy liên tục và nhất là gần đây chúng ta nhớ là ông Putin đã mới hé lộ nói là cái cuộc chiến này Nga có thể chiến tranh lâu dài với Ukraine trước đây thì còn im im nhưng mà bây giờ cái điều đó để cho thấy gì những cái nỗ lực quý vị cũng biết rồi nỗ lực mà nhiều nước làm trung gian hay là ngay cả Hoa Kỳ cũng thúc đẩy là muốn hai bên ngồi lại đàm phán hòa bình và đi đến ngừng bắn nhưng coi coi bộ chúng tôi nói hoài nó chưa đi đến được đâu là vì bây giờ hai bên vẫn giữ lập trường quyết tâm là không nương nhau. Thí dụ như là bên Ukraine thì không nhường một tất đất nào. đó Và đòi lấy lại tất cả các cái vùng Nga đã chiếm. Thì rất là khó, rất khó điều đó, rất khó cho Nga nó chấp, chấp thuận. Một người, một người nghĩa là liều lĩnh bướng bỉnh như ông Putin đó. Và ngay cả lúc đầu, quý vị nhớ không, là hai bên cũng hy vọng đưa ra cái vấn đề hao mòn đó có nghĩa là hai bên đua với nhau xem người bên nào coi như là lì lì hơn lì lợm hơn thì ông putin tất nhiên ông ta cũng không dễ và bên ông tây cũng hy vọng cuộc chiến kéo dài đã gần một năm nay tức là bên ông putin có thể đã mệt mỏi một lúc nào đó sẽ buông xuôi và chịu ngồi bàn cãi với nhau chịu đi đến cái bàn đàm phán trên bàn hội nghị đó nhưng với ông putin chúng ta cũng hiểu là không dễ ông này ông cũng là một người rất là quyết đoán và ngoan cố lì lợm cũng khó chứ phải không Những cái viên ảnh đó cũng rất là khó đạt được thì bây giờ trong đó từ đầu chúng ta cũng không quên cái vai trò của ông Macron là tổng thống Pháp ông này từ đầu đã năng nổ từ khúc chưa chưa xảy ra cuộc chiến ông ta cũng đi qua nhiều lần quý vị nhớ ông bay qua bay lại để gặp ông Putin thuyết phục nhưng mà lúc đó Putin nó đã nghĩ trong đầu rồi nó vừa vịt nó nghe cho có thôi chứ còn cái gì quyết định nó đã để trong đầu nó rồi thì xong rồi tức là sao là nó vẫn cương quyết nó phải mở cuộc chiến bởi vì lúc đó chính ông ta cũng lầm tưởng rằng dễ ăn chúng tôi nói rồi như lần trước cuộc chiến thì từng vài quá lắm vài tuần vài tháng thôi nhưng bây giờ nó gần một năm rồi thì thì phải thấy ngay cái yếu tố dĩ nhiên làm sao Ukraine mà chống đỡ được nga nhưng được nguyên một cái nguồn hỗ trợ lớn lao mà trong đó anh và mỹ là chính và và mỹ chính là cái nguồn mạch chính giúp đỡ chúng ta hiểu rồi biết bao nhiêu tỷ bạc tỷ vũ khí đưa vô chỉ có cái là cũng cố gắng hạn chế bên ông Putin, bên ông biden bên hoa kỳ cũng cố gắng hạn chế là không có tung hết ra những cái vũ khí cao cấp nhất bởi vì nếu không thì sợ rằng vẫn sợ là cái ông nga có thể ông chơi ẩu và thành cuộc thế chiến là điều mà không ai muốn ấy. thảm họa toàn cầu chứ còn nếu mà cung cấp cái pháo đài đó quý vị mà bắn được cả ngàn km thì là ukraine đương nhiên nó sẽ bắn thẳng vô bởi vì giữa cái lúc người ta nghĩa là hận thù lên ngút trời rồi từ ngày đầu đến nay bên nga dập họ không à nhưng mà họ không được quyền dập lại không được quyền trả đũa lại trong cái lãnh thổ nga nội cái đó không là cũng đã vô lý rồi khi mà mình tấn công người ta thì người ta phải được quyền đánh trả chứ lại gần như là là lúc nào cũng phải nhượng bộ nhưng mà cho đến bây giờ có vẻ Ukraine càng ngày càng tiến mạnh cái việc bắt đầu bắn vào bên nga rồi và để cái message và nói rõ là chúng tôi có đồ nghề thế này trước đây chúng tôi không bắn là vì những cái thỏa thuận nương với nhau không nghĩa là quý vị cứ tấn công chúng tôi và chúng tôi ngồi yên đâu đó cái, cái point là cái điểm đó mặc dù sau đó dĩ nhiên nga nó càng làm dũng mãnh nữa nó càng tấn công mạnh nhưng mà kệ người ukraine bây giờ họ coi như là họ đã lì lợm rồi họ chấp nhận hy sinh chấp nhận nghĩa là để đối đầu với nga và đưa ra cái thông điệp là từ nay trở đi ông đừng có dùng cái cái lối đó nữa ông đừng nghĩ là ông đánh chúng tôi mà chúng tôi ngồi yên như trước đây Thành ra chúng ta mới nói là cuộc chiến nhiều khi nó lại đi đến một bước ngoặt. Người ta vừa có một chút, người dân Ukraine vừa có một chút mừng vui. Là bây giờ ít ra là có cách để đáp trả. Nhưng cũng vừa có một nỗi lo là vì từ cái đó nó có thể kéo thành chuyện lớn. Và nó lôi ra biết đâu đến Thế chiến ba hoặc là ông Putin ông dùng bom hạt nhân chả. Đó là một cái điều. Và Hoa Kỳ thì cũng như vậy luôn. Đứng giữa cái tiến thoái lưỡng nan vừa mong cho Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến này này nhưng là cũng vừa không muốn Ukraine chiến thắng mà gọi là vinh quang quá là vì nó mất cái thế đi và Mỹ đưa vào cái cuộc chiến này Mỹ cũng bây giờ cũng ở cái thế phải tiến bước không lùi được là vì nếu không thì uy thế cường quốc một siêu cường Hoa Kỳ vẫn là một siêu cường dù cái thời này ông Biden có làm nó mất đi một chút cái vị thế nhưng nhìn chung hoa kỳ vẫn là một đại quốc và nga tàu vẫn phải ngán chúng ta biết rồi vẫn là cái thế chân vạc ba tay từ ngàn xưa rồi nga mỹ tàu bây giờ thì mỹ đã gạt nga rồi sau cuộc chiến này lộ ra tất cả những yếu kém về chiến lược về quân sự về vũ khí cho nên mỹ nói là nhắc lại nhiều lần quý vị nhớ gần đây là chúng ta phải nhớ là nhắm tới tàu Chứ bây giờ thằng Nga nó đã kể như nó tự hạ giá, nó tự tụt giá nó rồi. Đó, cho đến bây giờ, bao nhiêu cái thành tích người ta nhìn thấy rồi. Bây giờ cho nên là Hoa Kỳ càng uy tín càng lên về mặt vũ khí đó. Ta nhớ là người, gần đây người ta nghĩa là order, đặt hàng, vũ khí Hoa Kỳ cháy hàng, chúng tôi nói rồi. Sản xuất không kịp luôn, bị đang sản xuất tối đa với toàn bộ công lực cho chính Hoa Kỳ và cho hỗ trợ những nước khác và bán cho những nước khác nữa mà không kịp luôn. Các hãng sản xuất vũ khí Hoa Kỳ bây giờ đang hốt bạc. Mặc dù không muốn cái này cái thời thế đưa đẩy thôi, cho nên nhiều nước bây giờ khi Hoa Kỳ bán như vậy thì nó lại có một chút ganh ganh ghét điển hình là ông Đức, ông Đức gần đây ông tố cáo cũng cho là Hoa Kỳ trong cuộc chiến này Hoa Kỳ lợi nhất thì đành thôi cái thế như vậy chứ đâu phải là Hoa Kỳ muốn. Từ ông Putin ông gây ra cuộc chiến mà đâu phải Hoa Kỳ muốn. Hoa Kỳ trong cái thế phải tự vệ và giúp các đồng minh cho nên tự nhiên cái uy tín càng lên. Quý vị thấy không? Vũ khí từ khi gửi cái Hima ra và cái Nasam là hai cái vũ khí mà đã làm cho Nga suốt thời gian vừa rồi nghĩa là tơi tả vì UK nó có cái đồ chơi đó đó. Mà đó là chưa phải những thứ hạng nhất. Hoa Kỳ mới gửi vừa vừa thôi. Chứ nếu mà Hoa Kỳ tổng lực mà đem hết vũ khí cho Ukraine thì đủ biết là nó sẽ như thế nào nữa. Đó. đó là lý do mà Nga nó bực bây giờ thì nó lại quẹo sang. Nó đổ cho là tại sao mấy anh cứ giúp nó, Hoa Kỳ á, và ông Tây cho nên cuộc chiến nó mới kéo dài như vậy nè. Đó ông lại trách, trong khi ông không chịu nhìn là bước đầu, lúc đầu ai gây ra. Chính you và cái tập đoàn của Du đã gây ra cuộc chiến bao giờ cả thế giới phải chơi với đây. Nhiều nước đã khủng hoảng kinh tế rồi. Vì cuộc chiến này, nó, 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 nó dừng lại tất cả những cái hoạt động bình thường rồi ngay cả vấn đề chuỗi cung ứng quý vị nhớ không? những sản phẩm những ngay cả về thực phẩm có thể đi đến cái khủng hoảng đó nếu cuộc chiến cứ còn tiếp tục và người ta tính rồi với cái đà căng thẳng hai bên bây giờ đó at least nó phải hết cái mùa xuân năm nay tức là hết năm nay có thể cái năm tới 23 ba đó, họ may có một cái dấu hiệu gì ý muốn chúng ta muốn nói là đến cái dấu hiệu hòa bình đó còn bây giờ hai bên còn găng lắm coi như là cái điều kiện chưa có đi được đến với nhau cho nên là rất nhiều nước vẫn hy vọng sẽ đi được đến cái bàn đàm phán nhưng sự coi bộ lúc này còn găng lắm và ông putin thì ông vẫn có dù là gần đây nga nó có một vài cái thất bại tuy nhiên không có nghĩa là nó đã hết khả năng chúng ta nhớ là nó vẫn là một nước lớn ông putin nó vẫn nói mà chúng tôi chưa có dùng chúng dùng một phần thôi của cái lực lượng của chúng tôi thôi chúng tôi chưa dùng tổng lực ông hăm hoài đó và bây giờ ông ta còn nói là mới đây chúng tôi mới nhắc quý vị đó ông ta nói là cuộc chiến này nga sẽ sẵn sàng cuộc chiến dài hạn với ukraine đó có những cái lời cảnh báo thành ra là bây giờ đó thì để mình hiểu là từ hoa kỳ và ông tây cũng ở cái thế kẹt bây giờ không thể dừng được nếu mà dừng đó Hoa Kỳ sẽ mất hết cái uy tín đối với đồng minh. Dù sao Hoa Kỳ vẫn là một đàn anh. Cho nên cuộc chiến này phải dứt với cái thế thắng lợi cho phía Ukraine. Bởi vì cái đó là danh dự bộ, bộ, bộ mặt của Hoa Kỳ luôn. Còn nếu không Hoa Kỳ sẽ mất giá với mọi đồng minh khác. Cuộc chiến này bây giờ nó đã rỡ xa lầy rồi. Dù là mới đầu ông Biden định né quý vị nhớ không? Nhưng mà rồi cuộc chiến nó đưa đến phải đến là vì ông ta muốn đi con đường dễ dãi là lúc đầu chính chúng ta khuyến cáo mà khuyến dụ ông Zelensky á, thôi đầu hàng đi. Chúng tôi sắp xếp cho ông sống vĩnh viễn lưu vong tại Hoa Kỳ hay bất cứ nước nào giúp mọi điều kiện. Nhưng không ngờ ông để ông lại dũng mãnh của ông ta. cho nên ông đã được là nhân vật của năm nay. Chúng ta biết rồi đó. Mới công bố ông ta sẽ là một năm luôn nó có một nhân vật nổi bật thì đúng ông này suốt năm vừa rồi người ta nể nang cái dũng khí ông ta và cái cách làm việc năng nổ có cái tinh thần lãnh đạo có cái gọi là leadership thì nội cái thấy so sánh người ta thấy ngay Putin Zelensky Zelensky là một nước nhỏ nhưng ông tổng thống lúc nào cũng sát cánh bên binh sĩ binh lính lúc nào cũng ở dưới chiến địa giao thông hào và đi sát với người lính, trong khi ông Putin chưa bao giờ dám ra những cái chỗ chiến trường như vậy. Chỉ có gần đây người ta thấy ông ta làm bộ, ông ta đi trong cái xe hơi, quý vị nhớ không? Ta thấy chụp cái hình, ông ta đi xe hơi có chút xíu à, mà nói là cái xe hơi đó là ông ta đi ở cái vùng Crimea, cái đảo Crimea đó, đảo mà Nga chiếm từ 2014 đó. Nhưng không có gì chứng minh, sau đó ông ta không hề xuống xe bắt tay với lại lính hay là à, thăm hỏi, hay là an ủi ủy lạo lính mà ông ta chiếu chút xíu thôi rồi cho ông ta biến mất và luôn nói là ông ta có đến thăm để cho có trong khi ông Zelensky dám lúc nào cũng mặc đồ trận quý vị thấy rồi đồ tác chiến và lúc nào cũng ở bên cạnh anh em binh lính cái tinh thần nó quan trọng lắm và những người lính người ta biết là lãnh đạo họ đứng gần họ sẵn sàng nếu cần sẵn sàng chết nó khác còn phía kia là các chỉ huy kể cả những ông như là tổng trưởng quốc phòng nga đó toàn là tối ngày ngồi trong phòng điều khiển ra thôi ngồi trong phòng an toàn với đầy đủ những tiện nghi đó, rảnh rang thì ăn nhậu còn nghĩa là ngoài lính chúng sống chết mặc bay người lính ta biết chứ đâu có ai xứ này đâu có ai, khờ dại ta nhìn thấy ngay cái chỉ huy mình nó có hết mình như mình không và lúc cần nó bán đứng mình các lãnh đạo Nga lúc cần đã nhiều cái toán lính trước đây tôi nói quý vị rồi bị lừa luôn. Chưa có đồ nghề, chưa được tập dượt cả nó đưa đại ra, nó bảo ra huấn luyện nhưng kỳ thực nó trở thẳng ra chiến trường luôn. Đó rồi chết oan uổng rất nhiều, quý vị biết rồi. Cấp chỉ huy Nga nó không tỏ ra là cái sự lo lắng cho các thuộc cấp đó là lý do là lính nó cũng mất tinh thần đó là chưa kể càng càng đi lâu vào cuộc chiến nó càng thấy có những cái gì sai trái đó vô lý tại sao cả thế giới chỉ có vài nước năm sáu nước ủng hộ mình tức là nga đó còn tất cả nó đều chống lại nga thì nó bây giờ cái tình cảm thế giới tôi nói đó bây giờ người nga đó mặc dù họ vô tội thôi nhưng mà cái người dân thường họ giờ đâu họ lý luận họ thấy là nga xâm lược như vậy gây bao nhiêu tăng tóc bây giờ họ cái tình cảm nói chung đó của thế giới người dân thế giới đang rất là ghét người dân nga Mặc dù cái đó là thực ra họ bị oan thôi, tội nghiệp họ đâu có muốn đâu. Cái này là do những cái tay lãnh đạo, nó gây được cuộc chiến vì những cái mưu đồ cá nhân, những cái mưu toan, những âm mưu, những toan tính của, của ông Putin và những tay lãnh đạo ác ôn. Chứ còn người dân người ta đâu biết gì đâu. Bây giờ cái ông tướng bây giờ đang điều khiển bên đó là ông Sorovikin đó, tướng sau cùng đó, thì ông ta cũng học được những bài học trước, cho nên ông ta cũng cẩn trọng lắm. Nhưng chúng ta nói rồi, đạn nó đâu có tránh mình, thì nó vẫn có thể coi chừng, hy sinh, bởi vì đây là trận chiến, ta nói là trong lịch sử chưa có trận chiến nào mà tướng chết nhiều như vậy, tướng nga chết cả chục người cho đến nay rồi, chúng ta biết đó, thì dĩ nhiên Ukraine đâu có làm được, cái đó là do nó giúp, Hoa Kỳ đứng sau giúp và Âu Tây vấn đề tình báo, nó mới nhắm bắn được toàn là mấy, mấy tay tướng, coi như là chặt đầu rắn, đánh rắn mình đánh đánh cái đầu trước thì ở dưới tất nhiên nó sẽ hoảng loạn đó cái chiến thuật họ đi như vậy và nga ngày xưa nó còn hy vọng là gì mùa đông chúng ta nhớ không đã nhiều cái đế quốc phải thất bại trên cái chiến trường nga là vì mùa đông lạnh các vị nhớ không? nga nổi tiếng lạnh tuy nhiên kỳ này nó sẽ không có cái ưu thế đó đâu trước đây thành các tư hãn mông cổ đã từng thua tại đó và ngay cả trong thế chiến 2, hitler cũng đã vì cái thời tiết lạnh giá của nga đành tiêu tan mà lúc đó còn gọi là Hồng quân liên xô đó thì nó cũng hy vọng kỳ này nhưng mà hoàn toàn vô ích là vì Ukraine và Nga tuy hai mà một nó ở ngay vùng đó đã nói là hai nước anh em mà ngày xưa cho nên ý chúng tôi nói là gì cái yếu tố thời tiết vô ích vì hai thằng nó chịu như nhau nó cùng cùng vùng mà nên trở thành bình thường mày chịu lạnh như vậy tao cũng chịu lạnh như vậy có gì đặc biệt đâu, còn những cái, những cái, những cái, cái, cái trận chiến trước là bị ở xa đến và không adapt, không thích hợp được với cái thời tiết nghĩa là nghiệt ngã của Nga và đành thua. Đó là trường hợp nãy tôi vừa kể đó. Bên Mông Cổ là Thành Cát Tư Hãn, rồi bên Thế Chiến Hai là Hitler, Hitler đó. Chứ còn bây giờ trận chiến này vô ích là vì hai thằng nó là tuy hai mà một nó biết nhau hết rồi. Thời tiết này ăn thua gì, Ukraine okay, nó chịu hoài rồi, nó coi bình thường. Cho nên Nga đừng hy vọng. Hồi xưa người ta đưa ra một cái yếu tố đó, người ta nói những cuộc chiến trong quá khứ đó. Thì biết đâu kỳ này hy vọng rằng quân Ukraine sẽ mùa đông sẽ chơi với. Nhưng họ lầm to, tuy hai mà một, hai thằng nó cùng khu mà, neighbor nhau mà. Hàng xóm nhau nó rành quá rồi, ba cái thời tiết này mà ăn thua gì. Nó chịu quen rồi, ý chúng tôi mới nói. Đó. Cho nên là không sẽ không còn một cái lợi điểm nào cho Nga trong cái cuộc chiến sắp mùa đông. Mà trước đây bên Nga nó hy vọng dùng thời tiết làm một vũ khí. Nga thì cái gì nó cũng thành vũ khí. Đó, đó thì, thì thời gian vừa rồi nó dùng dầu khí này là một loại để ép cả thế giới rồi nó dùng cái mà thực phẩm quý vị nhớ không? ngũ cốc, Nó ngưng là hết, làm khó dễ. thì với cái đó nó tưởng rằng kỳ này chiến sự mùa đông đến thì nó sẽ có lợi điểm về mặt thời tiết nhưng mà đối với Ukraine thì ăn thua gì đâu vì nó cùng một cái vòng, cái, cái vùng nó rành nhau quá rồi. đó là người ta nói bây giờ nga nó đang có những ngày nó tạm hoãn, phải biết cái âm mưu, tức là nó đang tạm dưỡng binh một chút có những ngày nó lơi là đánh là cho có không có dồn dập nhưng mà người ta nói nó đang tái phối trí lại và nay mai nó sẽ mở cuộc chiến lớn đó là các cuộc chiến sẽ đẫm máu hơn tàn khốc hơn khốc liệt hơn là bây giờ nó tạm gọi là cái thời gian nó đang tái phối trí củng cố lực lượng chứ không phải nó ngồi đó đâu đó cho nên là, 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 là những ngày sắp tới người ta nói là với cái đà này cái yên tĩnh tạm thời thôi nhưng mà sau đó nó sẽ mở một trận chiến lớn hơn nữa đó là thế giới đang nhìn vào cuộc chiến và cái triển vọng người ta nói là không biết người ta nói ít nhất thì cũng phải qua cái mùa đông này cho nói chung là nói chung là đến cuối năm nay cái đầu năm tới đó mới hy vọng có giải pháp thì người ta cũng rất mong mọi nơi đều rất mong chứ còn cuộc chiến cuộc chiến nào thì cũng phải chấm dứt chứ không thể nào đánh hoài được chúng ta thấy bây giờ đã gần một năm rồi mới đầu tưởng người ta mong chờ từng ngày tưởng là một hai tuần ba tuần rồi cuối cùng kéo tới một hai tháng ai ngờ bây giờ nó cứ đi hoài quý vị thấy chưa và chưa biết đến ngày nào có cái khó là vì chưa biết đến ngày nào mới là chấm dứt đây thì bây giờ cái chiến tranh mà tại bắc mút quý vị một cái tỉnh của <laughs> bên đó đó bây giờ cũng đang là một cái chỗ đấm máu chúng tôi đưa cho bản Tin đầu tiên là cái tình hình tại Bakhmut, Nga có thể mất từ 50 tới 100 lính mỗi ngày. Đó là bản tin bây giờ đó. Chiến sĩ vẫn còn dữ dội tại mặt trận miền đông Ukraine, nhất là tại Bakhmut, theo phát nguyên quân sự của bên Ukraine cho biết. Nga mỗi ngày mất khoảng 50 đến 100 quân nhân trong cuộc giao tranh nhằm chiếm cái thành phố này ở cái vùng Donbass, phía đông Ukraine. Theo từ Le Monde, phát biểu trên kênh truyền hình ngay Chủ nhật 4 tháng 12 vừa rồi thì ông Savati đã cho biết số lính Nga bị thương thường nhật cũng nằm trong khoảng này. Ông thừa nhận rằng tình hình chiến trường hết sức khó khăn. Nhưng hiện tại lực lượng Ukraine đang kháng cự được thành công với các cuộc tấn công phía Nga. Hôm nay thì theo bản tin tường thuật của Bộ Quốc phòng Anh, nhịp độ hoạt động các chiến đấu cơ, chiến thuật của Nga trên không phận Ukraine đã giảm đáng kể. Chỉ còn vài chục phi vụ mỗi ngày thay vì trước đây lúc cao nhất là ba bốn trăm lượt phi cơ ném ném bom đó nhưng bây giờ nó chỉ còn cái là vài chục mỗi ngày thôi trong cuộc xung đột này nga có bị thiệt mại, thiệt thiệt hại là 69 mươi cơ và theo nhận định bộ quốc phòng bên anh đó số lượng các chiến dịch không quân giảm rất mạnh có thể là hệ quả của cái mối nguy cao từ hệ thống phòng không của ukraine bây giờ đã có rất nhiều kết quả. Hạn chế số giờ bay chiến đấu Nga do điều kiện thời tiết xấu nữa. Trong lĩnh vực nhân đạo thì văn phòng Tổng trưởng lý Ukraine cho biết là cuộc chiến do Nga phát động đã giết chết 443 trẻ em và làm 851 em khác bị thương nặng. Tại các vùng như là Donetsk, Kharkiv, Kiev là những khu vực có số thương vong cao nhất của các trẻ em, quý vị thấy không?